Đây là thị cung Thánh Mẫu, rồi con của Long Dương quốc thờ. Cho nên nói trước hãy có một chút nước, ai mà thờ với Long Cung đó, ở đều phải có cái nước. Tại cho bình tôm tướng cá họ không có đủ lực đó, họ nương theo cái nước để họ lên. Đây là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Chiều không có gió. Quay phim chút. Hai lần này là bên đây là thiên nữ lần của thiên đình xuống có điện rồi. Này thiên nam lân ở trên, thiên lân ở trên trời. Nam bộ này có Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Đây, đây, đây là rồng, đây rồng rồng. Tý Sửu, Sửu là con trâu, con trâu là đây, đây là con trâu nè. Nhiều lắm, nhìn nhìn hồi ra đúng 12 con giáp. Không có thằng ông bộ này. Sao lưng nữa chứ trời. Thì mấy con chuột nó cho con chuột nằm dưới này, con mèo ha, con gì bên đó nữa. Này là 12 con giáp thần đồng bộ, thần là này, này còn lần dê là đây, đây là lần dê, đây là lần rồng. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Cái hoa này bữa chiều héo.
này hiền bông. Này mới dạ là hán. Nghe lên đây năm 2017, ngày 16 tháng 3 2017, Đạo Thiên Tâm ra đời ngay đây, ngay nơi này. Tất cả các gì đây đều có điển hết. Đây là những gì mà đang lo cho hội Long Hoa thời kỳ cuối hào quân, đa số đều có tượng này hết. Chúa sâu ai làm rồi, xưa không có tượng của ngài Minh Đăng Quang, sau này cái ông gì ông cầm lên, ông nào ông cũng là người giúp hội Long Hoa, sao không có hình ông ở trong này nên giờ cũng bỏ vô cái này. Đức Huỳnh Phú Sổ, con này Đức Phật Thầy Tây An, con này Thầy Công Thánh Mẫu, con này Thầy Tị Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cái này ngài Đại Thần Nguyễn Ông Trực, này ngài Lan Diệt, tất cả những gì đang lo được việc, cái này ngài Nguyễn Thái Học, cái này Trần Quang Khải, Sư Phụ Thượng Tây Công, Ngài Địa Tạng hoặc là Địa Đà, cái này Sư Phụ Hòa Thượng Tuyên Hóa, cái này ông Thánh Peter ở đó thường về nói chuyện để mà lo cho anh nói, ngài là Hiển Linh Thánh Peter. Ông này là Quang Đế Công vua nước Tào, ngài đây là ngài Trần Đạo vua nước Việt, ngài này là George Washington vua nước Mỹ, cái này là Thập Bát La Hán, ông Thiên Lôi, cái này là năm mẹ ngũ hành, mẹ châu Âu, mẹ châu Úc, châu Mỹ, châu Thái Bình Dương, châu Á, mẹ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Đây, nơi này rất là linh thiêng. Ai bị trượt bị gì lên đây là được giải hết.
này gọi là tọa lộc La Hán. Lộc là chắc là con này à, con lộc, gọi là tọa lộc La Hán. Cái này Trầm Tư La Hán. Này ông, này ông La Hán này ông cười, ông gọi là Tiếu Sự La Hán. Đây tên mấy ông La Hán, Tiếu Sự La Hán. Còn này là ông này ông quẩy cái đồ đi ngoài đường á, gọi là Quá Giang La Hán. La Hán mà có điều là Quá Giang La Hán nè ha. Cái gì nè, đây là Quá Giang La Hán. Còn này là Thâm Thủ La Hán. Thâm Thủ La Hán. Còn gì này là Khánh Môn La Hán. Gì này, Khánh Môn La Hán. Còn gì này là Khoái Nhĩ La Hán, tức là ông nghe phải không? Khoái Nhĩ La Hán. Khoái Nhĩ La Hán. Gì này tên là Trường Na La Hán. Còn gì này, banh cái áo ra, banh cái ngực ra, gọi là Khai Tâm La Hán. Khai Tâm La Hán. Còn gì này, ngồi trên con voi đọc sách, gọi là Kỵ Tượng La Hán. Kỵ Tượng La Hán, tượng tức là voi á. Kỵ Tượng La Hán. Ngồi gì này nằm trên hai cuốn sách, gọi là Ba Tiêu La Hán. Ba Tiêu. Mấy vậy La Hán. Còn gì này là Khánh Hỷ La Hán, ông cười cười. Còn gì đó, Phục Hổ La Hán. Gì này là Hàng Long La Hán, cởi rồng. Hàng Long La Hán. Yeah.
này là Bố Đại La Hán. Dưới đây là Bố Đại La Hán. Dưới đây là Cử Bát La Hán. Món này là ngồi thiền gọi là Tỉnh Tọa La Hán. Ok rồi, xong. Làm cái clip nhỏ nhỏ. Ok, thôi tạm biệt nha, hẹn các clip kế tiếp. Xin kính chào ở Di Đà Phật.